hết rồi và không phải cần khám xét gì hết, rồi đi về thôi. Cho mọi người coi, mình đã về nhà và mình khui cái thùng đồ đông đá của mình ra. Thì mọi lần kia mình đi từ Việt Nam qua, thùng đông đá mấy cái thùng đồ bằng giấy tông là mình thường bị hải quan ở Mỹ, người ta sẽ khui ra, người ta xét, mà năm nay đi thì không có bị xét nữa. Đây là những cái đồ mình mang qua, tại thùng đông đá không đủ đồ nên mình bỏ bánh chuối vô, mà bây giờ bánh chuối đã bị dập gãy hết rồi, nó giòn nó gãy tại nó lạnh gãy. Đó là đồ đông đá mình mang qua không có bị gì nha. Hôm nọ mình trước khi mình đi, cái chị mình nói là có người nói không mang được đồ đông đá, mình hết hồn luôn. Nó chết mồ rồi, đồ đông đá mình đông đá quá trời rồi, giờ mình mang qua không được, giờ làm sao. Đây là bánh phồng khoai mì của bạn em gái mình ở dưới Bến Tre cho nè. Giờ mình phải soạn ra. Đó, có đồ đông đá của mình nè, mực khô nè, cua đồng xay nè. Rồi mình phải bỏ thêm hai bịch nước đá khô vô nữa, mực nè. Nó cũng hơi, nó mình đi sớm quá, tại hôm mình đi á, mình đi đây, cái này cua này vẫn còn cứng ngắc à. Mình đi hơi sớm tại mình phải đi test Covid, mà nhà mình ở dưới quê đó, đồ vẫn còn đông đá cứng ngắc luôn, cho nên mình đi sớm, cho nên chứ mình mà đi trễ thì nó còn đông hơn nữa, mà vẫn còn đông đá, vẫn còn ngon ha. Đó là mình đi là đúng hơn hai ngày luôn đó mọi người. Đây, chả cá thác lát, măng tươi mình mang đó, rồi tép kho, cá kho, chuối sáp đó, tép rang, mực tươi, cua đồng xay, ôi các kiểu luôn. Đó là mình chia sẻ là đi qua không có bị gì. Hôm nọ mình nghe có người hù mình nói chết mồ rồi, mang mấy anh kia mang được, sao năm nay kêu không cho mang nữa, kỳ vậy ta. Nhưng mà mang qua ok ha mọi người, không có bị gì hết, không có bị hải quan rạch ra luôn. Vô họ chỉ hỏi mày mang cái gì qua, mình nói tôi mang food mang đồ ăn qua, chứ mình nó hỏi mình có mang rượu bia không, mình nói không, tôi chỉ mang food thôi, là đồ ăn nè, mấy cái đồ ăn này nè, trong đây có bánh gai nữa nè, bánh gai là lúc mà mình ghé vô Biên Hòa đó. Ở đây còn bánh phồng nữa, rồi mình mang cà phê, mình mang bắp qua để nấu xôi, đó tùm lum la trong đây nè. Rồi mình chia sẻ mọi người coi một chút xíu vậy thôi ha. Rồi có gì mình sẽ gặp lại mọi người sau. Bye bye.